để anh coi thử. Không phải tôi hú anh ơi, gọi kiến. Đừng có cãi nè, nó đang kêu đó giờ không nghe hả? Nó có cái đó. Bay luôn cái gì trời. Chưa bay đâu, chưa bay đâu. Nhánh trên đầu phải không? Cái này nè. Nhánh nào? Nhánh này. Nhánh trắng này nè, ừ. Nhánh trắng này phải không? Nhánh trắng này bị nó cắn. Nó hướng người ta không? Gỗ kiến này, gỗ kiến. Đây nè, đây nè. Má tôi chỉ mấy ông thấy tôi không biết sao luôn. Sao cái hay mọc tôi muốn anh em. Kìa. Đích kìa, đích chà bá luôn kìa. Đó. Trời trời. Rồi rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi nè. Chuyện này. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chuyện. Đây đây, chuyện này nè, nguyên gất luôn chuyện. Má cứ bắn gất dở lắm chuyện. Đây là cái đầu nè, cái đầu nè. Đó, cục đi thôi đùi đó. Mình thấy cho anh bắn đi. Cái đầu nè. Ừ. Thấy. Phun luôn đi. Cho mình bắn đi. Ba thằng luôn. Đường nào sống, đường nào sống được anh em. Một tình huống anh em. Mấy ông nội nhìn nãy giờ không thấy chứ. Chưa. Tôi hú chứ phải. Ai đâu chạy đó. Tôi hú anh em ơi, tôi hú bông anh em ơi. Hú rồi tổ rồi. Chạy. Rồi. Ngay bầu dừa. Đầu tiên anh em. Quay anh em ơi. Đi rồi coi coi bự không anh em. Trời ơi, kêu tiếng đó mà không bự. Nè, nó lông nó nè, chỗ này dài dài ẻo luôn, thấy chưa? Ảnh luôn nè. Đây nè. Thấy rồi mà coi thứ da nó vàng không? Má gì mà không bay? Bởi vì thấy đâu, nó bông nó thiệt màu. Trời, tôi nhìn chim bắt.